Irene Red Velvet viết tâm thư chính thức lên tiếng về phố thái độ chấn động của mình. Nếu là fan của K-pop thì chắc bạn còn nhớ vào tháng 10 năm 2020, showbiz Hàn chấn động trước vụ việc Irene Red Velvet lăng mạ một biên tập viên, stylist kỳ cựu 20 phút liền. Ngay lập tức, trưởng nhóm Red Velvet đã viết thư xin lỗi stylist và công chúng, tạm ngừng hoạt động. Mới đây, Irene đã trở lại biểu diễn tại concert SM Talis Cultures Humanity. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu nhiều gạch đá chỉ trích từ công chúng. Cuối cùng, đến tối ngày 15 tháng 1, Irene đã đăng tải một bức tâm thư sau quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng. Trong tâm thư, nữ thần nhan sắc của Red Velvet đã đích thân xin lỗi vì đã khiến khán giả muộn phiền, lo lắng, thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, đồng thời hứa sẽ trở thành con người tốt đẹp hơn. Đặc biệt, Irene còn giải thích khởi nguồn sự việc. Tôi đã sống và nghĩ rằng bản thân đang giao tiếp với mọi người theo cách riêng của mình. Vì vậy, tôi không biết rằng phương thức giao tiếp, cách diễn đạt của tôi có thể gây ra vấn đề. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có nhiều cách giao tiếp khác nhau. Bức tâm thư của Irene đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nguyên văn tâm thư của Irene. Chào buổi sáng, đây là Irene. Tuyết rơi rất nhiều và thời tiết trở nên lạnh hơn. Bạn có đang làm tốt không? Tôi đã muộn màng nhưng vẫn rất lo lắng khi viết lời chào này. Đầu tiên, tôi muốn nói xin lỗi vì đã gây ra nhiều muộn phiền và lo lắng cho nhiều người chỉ vì sự thiếu sót của bản thân. Tôi bắt đầu làm thực tập sinh vào năm 2009, khi mới 19 tuổi, và giờ đây đứng trước mọi người với tư cách là Irene của Red Velvet cả cuộc đời này. Tôi sống trong một xã hội thu nhỏ gọi là ngành giải trí. Tôi luôn muốn làm tốt nhất có thể, và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã sống và nghĩ rằng bản thân đang giao tiếp với mọi người theo một cách riêng của mình. Vì vậy, tôi không biết rằng phương thức giao tiếp, cách diễn đạt của tôi có thể gây ra vấn đề. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có nhiều cách giao tiếp khác nhau. Tôi đã khiến không chỉ công chúng mà còn là những người xung quanh lo lắng, chỉ trích vì sự việc vừa qua. Đó là khoảng thời gian để bình tâm suy nghĩ, kiểm điểm bản thân. Xung quanh tôi có các thành viên, người hâm mộ và nhân viên quan tâm đến tôi. Và tôi nhận ra nhờ sự quan tâm giúp đỡ của họ, tôi có thể làm việc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vì tôi không thể quay ngược thời gian, tôi đang cố gắng rất nhiều để không trở lại như trước kia. Tôi nhận ra sức nặng của lời nói và hành động, và tôi sẽ trở thành một người trưởng thành hơn. Trong tương lai, với tư cách là trưởng nhóm Red Velvet và ca sĩ, tôi sẽ cho công chúng thấy được không chỉ hình ảnh đẹp của bản thân, mà còn cả chính con người của Bae Joo-hyun, tên thật của Irene. Tôi sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng. Tôi hy vọng rằng ai đó sẽ không còn bị chỉ trích vì những gì đã xảy ra vì sự kém cỏi của tôi. Tuy muộn, nhưng chúc mừng năm mới. Trước khi phố thái độ nổ ra, Irene là đại sứ khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nhãn hiệu mỹ phẩm Clinique. Tuy nhiên, sau loạt phố thái độ, nhãn hàng đã mạnh tay loại bỏ hình ảnh của Irene. Truyền thông Hàn đưa tin, theo chỉ đạo từ trụ sở của Clinique, các cửa hàng đều phải gỡ hình ảnh của Irene và thay bằng ảnh khác. Trên các trang thương mại điện tử, hình ảnh của trưởng nhóm Red Velvet cũng đã bay màu, thay vào đó chỉ còn là hình sản phẩm. Chuỗi bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc, Olive Oil cũng đã có hành động tương tự. Netizen đều cho là hành động không thể tránh khỏi. Khi ký hợp đồng với nhãn hàng, người nổi tiếng sẽ có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh. Nếu nổ ra scandal sẽ bị hủy hợp đồng và bồi thường. Irene hiện còn đang là đại diện cho hãng thời trang xa xỉ Prada. Chính vì vậy, dân tình đều hồi hộp cho xem không biết bao giờ hãng sẽ có động thái tương tự. Bị fan quay lưng, yêu cầu rời khỏi nhóm, hô hào OT4. Loạt phố thái độ của Irene không những bị công chúng chỉ trích, mà một bộ phận fan Red Velvet cũng quay lưng lại với thần tượng. Hàng loạt fan của Red Velvet tỏ thái độ gay gắt, kiên quyết, yêu cầu Irene rời nhóm. Họ cho rằng, khi hình tượng của Irene sụp đổ, các thành viên khác cũng bị vạ lây. Nếu comeback, sẽ bị ném đá không thương tiếc. Chính vì vậy, theo những fan này, việc Irene rời nhóm sẽ cứu được cái tên Red Velvet dưới tư cách một nhóm. Các fan cũng đồng loạt Photoshop, cắt bỏ hình ảnh Irene khỏi Red Velvet. Điều ngạc nhiên là mặc dù thiếu đi visual, nhưng hình ảnh 4 thành viên còn lại vẫn vô cùng xinh đẹp, không hề tạo cảm giác chống vắng. Thậm chí, dân mạng còn cho rằng khi Irene đi rồi, Red Velvet sẽ tươi trẻ hơn, giảm được độ tuổi trung bình. Cùng với việc Irene vốn không có nhiều phần hát trong Red Velvet, các fan càng đồng loạt muốn đuổi trưởng nhóm sau loạt phốt thái độ nghiêm trọng. Phim đầu tay bị hoãn chiếu. Ngay sau khi scandal của Irene nổ ra, nhà sản xuất Double Party, bộ phim điện ảnh đầu tay của nữ idol đã thông báo sẽ hoãn chiếu tác phẩm. Theo đó, bộ phim Irene thủ vai chính sẽ phải hoãn lịch ra rạp đến nửa đầu năm 2021 thay vì cuối năm nay như dự kiến. Mặc dù nhà sản xuất giải thích lý do bộ phim hoãn chiếu là do cần thêm thời gian hậu kỳ chỉnh sửa, nhưng dân tình vẫn không khỏi bán tín bán nghi, nguyên nhân thực sự là do scandal thái độ của nữ chính Irene. Nhiều dân mạng kiên quyết sẽ tẩy chay bộ phim đến cùng nếu Irene vẫn là diễn viên chính.
Đó là những trái đắng mà Irene hứng chịu sau phốt thái độ của mình.